7 biệt thự trên khu đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh bỏ hoang nhiều năm. Khu biệt thự 3 mặt tiền ở quận 10 từng là nhà khách bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp, cây mọc kín, ngập rác thải, đang được thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch cải tạo. Khu đất 3 mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, kề ngã 6 Cộng Hòa, cách chợ Bến Thành quận 1, hơn 2 km, vốn là tài sản của gia đình ông Hứa Bổn Hòa, chú Hỏa, một trong những đại gia Sài Gòn cuối thế kỷ 19. Bên trong là các biệt thự xây dựng trước 1975, nơi người thân chủ tòa nhà nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Hiện các tòa nhà còn nguyên hiện trạng so với ảnh chụp năm 1970. Sau năm 1975, khu đất cùng các biệt thự trở thành nhà khách chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý, dùng đón tiếp, phục vụ sinh hoạt và làm việc cho các đoàn khách cấp cao sang thăm và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khu đất bị bỏ hoang từ 2017 đến nay khiến các công trình bên trong xuống cấp. Người dân và cử tri thành phố nhiều lần đề nghị có giải pháp khai thác hiệu quả khu đất, có thể xây dựng trung tâm thương mại, công trình văn hóa hoặc bán đấu giá thu ngân sách. Khu nhà khách gồm 7 biệt thự có tổng diện tích khoảng 7.000 m2, xung quanh có nhiều cổ thụ, sân vườn trồng hoa, cây cảnh. Sau nhiều năm không sử dụng, các nhà lưu trú nằm lẩn khuất trong tán cây. Ngày 14 tháng 10, tại buổi làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố, cho biết khu đất là tài sản của cơ quan trung ương đóng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây tài sản này đã được đưa vào liên doanh, liên kết không đúng quy định, nhưng sau đó Bộ Ngoại giao đã hủy bỏ các liên kết này. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao đã đạt được sự thống nhất trong việc báo cáo Bộ Tài chính về việc chuyển giao tài sản cho thành phố quản lý. Theo quy hoạch, khu đất sẽ được phát triển thành một khu phức hợp. Sau khi hoàn tất thủ tục điều chuyển, chính quyền thành phố sẽ lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án. Hiện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để chuẩn bị các bước tiếp theo. Những căn biệt thự một trệt hai lầu hoang phế theo thời gian, lớp sơn tường rêu mốc, cây dại mọc tràn vào bên trong hiên và ban công. Cổng chính nhà khách nằm trên đường Lý Thái Tổ luôn đóng kín cửa, nồng nặc mùi hôi.
phần cổng bằng sắt thép hoen dỉ, dây leo và rêu mốc ẩm thấp phủ kín các mảng tường. Phòng làm việc của bảo vệ ngổn ngang đồ đạc, rác thải. Từ cổng nhìn vào, lối đi chính trong khu nhà khách hoang vắng, hai bên đường tùm cây cối. Những căn biệt thự bị cây cối phủ kín xung quanh như trong một khu rừng. Căn nhà chính dùng để tiếp khách xuống cấp, cửa đóng im lìm. Một số hạng mục như lan can, tường, cửa kính bị hư hỏng. Dãy nhà vệ sinh ở gần đó lâu ngày không sử dụng, hư hỏng trầm trọng. Dãy phòng của nhà khách được cho thuê để kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới cũng nhếch nhác. Tại đây có bảo vệ trông coi, khoảng sân phía trước được tận dụng làm nơi nuôi gà. Đồ đạc, rác thải ở hiên và bên trong các dãy làm nhà hàng tiệc cưới. Bên trong các tòa nhà vẫn còn nhiều đồ chưa được chuyển đi, đang dần hư hỏng. Nhiều hạng mục xuống cấp, hoang phế do không có người bảo dưỡng, một bảo vệ tại đây cho biết. Bên ngoài là bờ rào cũ kỹ xuống cấp xung quanh khu nhà khách, một phần vỉa hè cạnh đó được tận dụng làm nơi tập kết rác thải.